Chào mừng các bạn đến với kênh Tân Bao Youtube 5, mình là Minh Tý. Đây là những con bài mới nhất chuẩn bị cập nhật tại Việt Nam chúng ta, con bài hư vô. Những con bài trong Bioshop nha các bạn. Đặc biệt các bạn lưu ý đến con bài này, con bài 2-3 tích này. Mình sẽ gửi đến các bạn một trận đấu review những con bài trong shop hư vô đó. Đắc quốc nha các bạn. Sau gọi bài hư vô sẽ là gọi bài của quán Takai này. Mình nghĩ rằng khi nhân vật Ryuki ra mắt thì gọi bài Takai này sẽ được ra mắt tại Việt Nam. Nhưng hiện tại thì các bạn đừng quan tâm đến con bài này nhá, con bài Dark Book này nhá. Các bạn thấy khả năng kêu hôi của nó rất ghê nhá. Con bài vàng và con bài đen này, hai con bài mạnh nhất trong gọi bài hư vô. Thực sự mình khuyên các bạn, nếu như các bạn muốn chơi gọi bài hư vô này thì các bạn chỉ nên đầu tư vào hai con bài này thôi. Về trận đấu là kết thúc. Mình sẽ để các bạn xem lại khả năng tiêu đặc biệt của con bài hư vô này. Đắc quốc thì dễ bóng đêm. Năm sao nhưng nó tiêu đặc biệt các bạn. Mình sẽ mở để các bạn xem gọi bài này nhá. Đây, đây là gọi bài của cái rồi. Còn đây là những bài mà chuẩn bị ra mắt tại server Việt Nam ta, những con bài hư vô. Trong video là con bài này, Đây là con bài Vua Lo, ấp Đa Quốc. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Hãy like, subscribe, đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình. Xin chào tất cả các bạn nhé.